Rồi quý vị ơi, bonsai 2048 một cây sâm hương. Đó ông lão trượng gì đó không biết nữa. Đó. Cầm cây gậy này nha. Đó. Như vậy nè. Cái cây này là 220k bao ship toàn quốc nha. 220k bao ship toàn quốc. Anh nào quen ship code lạ chuyển khoản nha quý vị. Bán văn nghệ chơi thôi chứ không có lời đâu nha nội, là cái chậu này với cái ông này là 100.000 nha quý vị. Đó mà chưa tính tiền xe cộ đi mua nữa đó nha, công cán vô đây nha, rồi tiền cước nữa nha quý vị. Tiền cước mà đóng cái thùng vô đây ha, gửi đi tiền cước hết 50.000 nha, cái thùng chưa tính nữa nha. Đó, cái công ngồi gói nữa nha quý vị. Đó, cho nên không có lời đâu nha, bán văn nghệ vui thôi nha. 220k là bao ship toàn quốc nha. Đó, ông nào mua thì điện thoại tôi nha, nhắn tin thì trả lời không kịp đâu à. Đó, quen ship có lạ chuyển khoản nha, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đắk Lắk là không giao hàng được nha. Đó, thấy tỷ lệ chưa, rễ nó dài dữ lắm mà nha quý vị nè, thấy cái rễ không. Đó, nữa về uống éo lại chơi nha. Đó, kết thúc nha quý vị.